Và ca khúc thứ hai thì muốn gửi tới tất cả các quý vị ca khúc Thăm Thẳm Ơn. Và ngay sau đây thì quý vị sẽ được nghe tâm sự của chú Trần Minh Hồ về ca khúc Thăm Thẳm Ơn. Và sau đây xin mời chú. Thăm Thẳm Ơn nó gồm có bốn bài kinh truyện, nhưng tất nhiên tôi cũng không đảm bảo bốn bài kinh truyện. Bài mở đầu của Thăm Thẳm Ơn là thế này: thuở ấy tức là cái thuở chúng ta, thuở ấy tóc ta như mun vậy, nếu chúng ta không được tóc, thuở ấy tóc ta như mun vậy, và mắt em thăm thẳm như trời, bây giờ mun trắng như mây trắng, bay mãi lên trời thăm thẳm ơi. Nó mở đầu bài hát bằng bốn câu ấy, và nó kết thúc cái này thì như con người phải đi qua, sống là đi qua một biển cả. Cho nên cái lo nhất còn về những số phận của con tàu ấy, những con tàu sẽ không dám nổ neo. Đấy là bốn câu kết của bài hát này, ca từ của bài hát này: những con tàu sẽ không dám nổ neo nếu nó biết sẽ nhòa vào thăm thẳm, không thể ở trên trời mà nhòa phai đăm đắm trong mắt người trên bến gió trông theo. Có lẽ cái lo nhất của mọi thủy thủ và tất cả con người bước vào cuộc đời là mờ nhạt của những đôi mắt nóng trông nhìn. Tôi xin dừng lại đây để xin mời ca sĩ. Ca sĩ Thanh Huyền là một ca sĩ rất trẻ bên nhạc viện âm nhạc Việt Nam. Sau đây xin được gửi tới bác cùng toàn thể các bác, các cô, các chú và các anh chị cũng như các bạn ở đây ca khúc Thăm Thẳm Ơn.